Ok, hello, xin chào anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nè mày. Tối hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với 4 trận liên đấu tiếp theo nha em ơi. Khải sẽ tóm gọn khoảng nói chung là đánh càng nhanh càng tốt thì chỉ trong vòng 10 phút nè mày. Tại vì đánh liên đấu đến 1 tiếng lận nên là Khải chỉ muốn làm cho anh em đơn giản 4 trận đấu trong một buổi thì chỉ tầm 10 phút đổ lại cho anh em xem cho khỏi chán nha em. Anh em xem đừng quên cho Khải một like chia sẻ ủng hộ giùm nha anh em ơi. Okay, bây giờ chúng ta sẽ coi thử hạng Khải chưa khả năng 4 tháng 4 nè. Tháng 2 thứ 5 quyền á, thử hạng bao nhiêu vậy? À, chứng đội của mình hạng 27 nè mà tháng 17 thua 6 đó, tỷ lệ 73%. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào trận đấu đầu tiên. Trận đấu thì sẽ như thế nào? Vô báo danh rồi nhờ nè, đã báo danh rồi nhờ nè. Mấy phút? 3 phút, ok nè em nha. 3 phút chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu đầu tiên. Mix gặp A đây. 1 phút. Thằng điên phá như đấy. Ôi, thằng điên là cái bang thì nhận này. Là cái bang rồi, hôm trước mình có solo là biển kinh. Bang này phạt mình 2 cái mình chết. Vãi thôi. Rộng. Ok đấy. Thời chém mướp. Thì nhận hay cái bang này thì chưa biết, nhưng mà có vẻ như là đang mận sức độ của hỏa. Quý hỏa nóng hỏa này. Mít thì nhận hay cái bang này. Ôi, như vậy. Ôi, không phải, những là nghe mi, này nghe mi em ơi. Mang toàn kháng nói dòng mồm này, đúng rồi. Nhưng mà thế yên thôi. Nhưng mà đi theo hướng nón với lại vũ khí một quan của nón và vũ khí họ. Nghe mi thì thế yên, à thế yên, hai người trước thế yên. Tiếp chính là chạy đường mô. Xếp, xếp là đường mô. Ok, chạy đường mô như này. Đường mô nha. Win. Nhanh gọn. Đứng tay một em thì vì nó yếu hơn mình mà. Mình đâu cần phải chạy. Rồi mất đứng mình chết. Win 1, win 1. Chẳng đáng riêng win 1 khá thuận lợi. Ai chà. Tháng 18 mà vào top 10 tháng bao nhiêu rồi? Lên top 10 được không? Ui, tháng 27 rồi. Top 10 tháng 27 rồi nha nè. Ít nhất tháng 27 mới lên được top 10 nha. Nhưng tháng 27, 28 mới lên top 10 nè. Khải mới có 28 luôn. Rồi, cứ giờ cứ cố gắng sao mà tháng trên 27 là lên top 10 nha. Tháng trên 27 là lên top 10 là tháng 31 rồi. Tạo giờ Khải tháng 18 rồi. Cố gắng tháng 10 trận nữa. 10 trận này sẽ lên top 10 nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi trận đấu thứ 2. Ok anh em, bây giờ thì chúng ta sẽ vào trận đấu thứ hai nè mày. À, vừa rồi thắng một trận nữa thôi, lên hạng. Ơi, lên 3 hạng nè mày, hạng 24 rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào trận đấu thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay. Rồi còn mấy phút, 3 phút. Ok, Khải sẽ đợi đến 1 phút, Khải sẽ tiếp tục video cho anh em xem nha. Xếp đường môn này lúc nãy Khải ăn này nè. Đường môn. Hạng 3 số mấy nè, 3 4 mấy nè. Cái mấy đường môn này thì mình phải chắc tay bơm máu một tí nè, tại vì làm gì làm máu mình cũng dái, nó đụng mình cái sợ hơn cái mình chết thôi nè, cũng đơn giản lắm, giờ chết. Ok, bây giờ chúng ta đợi nha nè mày. Rồi rất là đông luôn, tối này đông ghê nè. Mèo hà hà như là nghe mi. Trời, nó ngon nè, nó phòng thủ đang chậm đẹp nè, bàn tay cũng ngon nè. Cái gì chắc rồi, cái gì bao chắc luôn nha. Chịu mẫn thiên nhẫn. Này chắc thiên nhẫn nè. Thiên mặt chứ, thiên mặt thì tờ nờ chắc thiên nhẫn nè. Xe vừa thì đồ như thế này thôi em ơi. Đồ rất là hiếm. Không phải đơn giản đâu nè. Nhà này cứ 20 chó này. Nhưng chó sẽ đánh lại giỏ đan. Thêm một chó là vũ khí. Để người ta đốt nhà người ta. Ai cha, phá gì mà căng vậy. Thiên nhẫn này. Như này. Đường môn, ai cha cha. Đường môn này mà, phải căng ấy. Trời ơi. Trời, chết liền không, không kịp nhỏ máu trời. Trời, vãi thiệt em. Phà chết quá nhanh rồi em ơi, quá nhỏ rồi. Phà đã bị độc tử nè mày.
đục đục tử này mày thua đam sấy ngay mình 3k giật chết luôn, mình sấy là con ca thua đam này và đúng đen luôn em, nói cũng ok đấy, trời đụng phát giật đam chết luôn, uống bốn mình máu không không kịp sống mà vãi thiệt, đồ thì đâu được gì đâu, quá nhỏ này mà gặp đường môn mà khải tăng ép sức mạnh quá, quên ép thần pháp qua máu giói, trời hình xui thiệt chứ máu giói của anh em đơn giản nhanh chết vãi liền, giật đam sấy cái chết liền luôn mà anh em xem anh em thấy như. Ok anh em ơi, thua trận kia sai lầm quá, đam to quá dạng nhận bên kia đường môn chí mạng giật ngay đam chí mạng này khả chết mất nhanh cơ thì thôi thua thôi anh em, là trận khác không quan trọng, em đánh vui mà, nhưng mà thua đường môn cấp 98 thì cũng hơi buồn, không sao anh em ơi, thua kêu này tao bày kêu khác rồi, hai bên đều đam hết đó chứ, xong rồi không hiểu sao mình vẫn uống máu, mình uống hết bốn mình máu mà giật ngay chí mạng chết luôn, mình thì không lên được chí mạng chứ, ở như trận đó đầu tiên thôi anh em thấy không, hai đứa đứng tăng thì mình chỉ mạng tốt thì mình giật thằng đường môn kia chết ngay mà, tại sao gì mới vô chưa kịp hết bật ngựa chết liền, dạng như phải hút vô một cái là chí mạng luôn nè, may mắn vậy chứ hai người đang đứng mà đâu có làm gì đâu nè, đang đứng bắt đầu là auto nó hút thôi đâu có làm gì đâu, máu 2003 cũng là đam to nhưng mà dở vị trí mạng đầy quá. À này thiên nhẫn, thiên nhẫn cái bang mình không biết chủ đam thôi, thiên nhẫn chịu mấy treo mấy chịu mấy chỉ có chết thôi, mới bút trong phái đã chết. Ok anh em chờ đợi trận đấu cuối cùng nha anh em ơi, chung là trận kia mà không thua là ngon rồi anh em, nhưng thua trận đường môn thấy sầm sàng quá. Ôi, tiếp tục anh em, còn trận cuối cùng này, trận cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Khải điểm top 10 cho anh em xem nữa. Lâu rồi chưa xem đâu các anh ạ. Top 10. Từ từ, top 10 đầu tiên là Hiền Hí Hửng là Ngày Mây trưởng này. G44 thủ 4. Ngày Mây top 1. Lý Quỳ thì quân 3 anh em biết rồi. 40 thủ 8 thằng 2. Thánh 3 17 thua 11 hàng 3. Thua 11 hàng 3. Bên thần thánh 35 thua 13, thua 13 hàng 4. Thua 13 hàng 4. Ok. Hiếu Còi thua 8 hàng 5. Hiếu Còi này có thể lên được hàng 3 hàng 4 này. Mới còn 8 trận cuối. Hiếu Thiên Tên nhân lão đại còn lùng đao. 31 thua 17. Hàng số hàng bảy hiệp ngọc như là ngày mi sao 31 thua 17. Kim Hồ Thiên Quân Bang ông này có thể lên top 1 này. 29 thua 2, 17 trận nó win hết lên top 1 luôn. Thiên Quân Bang thì trong những vòng đấu solo đang đấu như thế này Thiên Quân Bang rất hiệu quả nè, rất khó ai mà thắng được Thiên Bang. Tầm này Ngày Mây cũng yếu nữa, Thiên Bang ít hai cái chết luôn. Một cầu thắng. Tầm này hắn phòng thủ làm chậm nhiều nên là dở bị chết với Thiên Vương lắm. Cái bang cũng chết mà, nó chi. Cái bang gặp Thiên Vương chết mà. Phi vô đoạn hồng thích cái này chết ngay, dính ngay chết liền. Một con cầu thắng 28. Thắng 28 lên được top 10 nha anh em. Thắng 28 lên được top 10 nha. Rồi ok, cố gắng thắng 28 lên top 10. Khải 19 cố gắng thắng 8, 9 trận nữa, 9 trận nữa là khoảng ngày mai, ngày mai cố gắng thắng đẹp nữa là lên top nha em, lên top 10 nha, cố gắng thắng đẹp nữa lên top 10 nha. Tối nay còn một trận cuối nè, còn một trận cuối cùng rồi. Cái gì anh em xem thì đừng quên cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ lá tinh thần nữa, cố gắng đánh những buổi liên đấu như thế này cho anh em xem nha. Nói chung là những buổi liên đấu như thế này nó hơn một tiếng là anh em, nhưng mà Khải chỉ làm video tóm tắt gọn cho anh em trong vòng 10 đến 15 phút thôi, nên là mong rằng anh em xem và xem quảng cáo ủng hộ và đừng quên cho một like chia sẻ giùm Khải nha anh em. Ok bây giờ chúng ta sẽ đợi trận đấu cuối cùng. Ok anh em, trận đấu cuối cùng anh em ơi. Vô. Trận cuối cùng hạng 23, trận cuối cùng đáng win lên 20 thắng trận nha anh em. Quán trận cuối cùng win 20 nha. Mà đang thắng 8 trận nữa là lên top 10. Cố nào. Trời ơi, trận cuối cùng gặp ai đây? Trời ơi, thua trận thấy nhỏ quá nè mày. Tự nhiên thua trận vui duyên quá.
chẳng đáng lý mình ăn tự nhiên đã thua. Quá là vô duyên. 2 phút. Gặp đường môn thì cũng là một gì đó rất khó hiểu. Sóc đam bất chợt khó hiểu. Rồi, 1 phút làm trận cuối cùng rồi. Gặp ai đây, win trận nó đẹp nè. Nó thua trận kia thấy quá nhỏ rồi. Vô nè. Tại máu khải có 2k3 thôi nè. Khải ép hết thần pháp. Chung là đam rất là to. Máu thì giấy, đỡ đánh tông kim á. Nhưng mà thì cứ đánh liên đấu cũng được. Tại vì cố gắng nhồi máu một tí là được. Quý nhồi máu một tí là đánh được rồi. Nãy nhồi pha kia bị đam nên là bị đam chí mạng này, chí mạng của đường môn. Ví dụ như chí mạng bao nhiêu phần trăm á, trúng cái chí mạng phần trăm nó là mình chết luôn. Mình thì đánh nó không chí mạng được pha đó, mình chết nó. Vô. Anh em đang xem thì đừng quên cho Khải một like, chia sẻ ủng hộ video của em ơi. Cái kim họ gì đây? Đồ, nghe mươi cái nghe mươi cái gì đây? Nghe mươi anh em ơi. Câu giờ này. Mi này câu giờ à. Câu giờ đánh kêu câu giờ. Câu giờ này. Đứng xuống. Chỉ cần đứng lại là mình quýnh thôi em. Giờ mà mình quýnh bạo vũ á là đâm ra mình sẽ bị thọt mana anh em. Khả sẽ chờ cái túi y tớ xuất hiện mana á. Khả sẽ quýnh theo túi y tớ. Chứ Khả không có đánh kiểu kia nè. Này không có đánh kiểu mà đánh bao vũ liên tục nè. Xấy nè. Kim họ, châu vỏ. Con này châu nhờ. Nhìn về châu vãi linh nhờ. Châu nhờ. Châu nhờ. Mười cầu ấy đơn giản đâu nè. Trời, nó thật đâu quá. Đâu quá. Thằng thủ nhiều mà đánh không xin nhờ nè mày. Cái mình cái hơi canh cho mình. À, nó hết máu rồi. Chạy kinh công rồi. Kinh công. Nó hết máu rồi nè mày. Nó không còn máu đâu. Hôm nay chỉ đánh nó công mana mình thôi. Sống đi bưởi. Sống đi với. sống này, sống này, sống này, sống này, sống này, sống này,
sống này kinh công. Rỉa máu nó nè. Kinh công nè. Tên này nó không biết nó còn máu hay không, nhưng mà cứ từ từ nè. Nè Khải, cô biết nhiều máu nãy giờ là đánh khá là đâu, không phải không đâu nha nè. Cao hết giờ cũng được, quan trọng gì. Nó ra là quốc thôi nè. Muốn câu giờ anh đang được câu giờ. Chậm gì. Anh đam, ai cho anh đam. Ai cho anh đam. Ai cho anh đam. Sống đi cùng sâu. Sống đi cùng sâu. Hết máu chưa? Hết máu chưa? Mấy con máu hay không là hôm nay phải cố gắng nè. Hết máu chưa? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Nguyên này trâu không phải đơn giản em. Chạy đâu? Chạy lên núi. Chạy đâu? Mình trúng 113k. Chẳng đóng hết máu rồi nè. Giờ mình nếu mà nó không đánh mình thì mình pha này mình đứng hết 8 phút luôn mình anh. Khải nghĩ sáng đam anh em ơi, Khải không thua đam đâu. Khải đang bị dính 110 mấy k đam. Mà nói Khải nghĩ nó không phải hơn 120 rồi đấy. Giờ nó xuống mình sấy thôi em. Tại vì Khải nghĩ nó hết máu rồi mà giờ qua ra thì liều mạng quá. Giờ ra thì liều mạng quá em, nói thiệt. Khải nghĩ chắc đang anh đam còn hơn 5 đến 7k nè. Một là mình hơn nó 5-7k, hay là mình thua nó 5-7k. Giờ 4 phút cứ đứng đợi thôi. Nếu mà nó xuống thì mình sấy, còn không thì thôi. Chơi cái bàn này thôi, tại vì Khải nghĩ nó hết máu rồi. Tầm này Khải còn hai bình là nó chắc hết máu rồi, nó không còn máu nhiều đâu. Bây giờ kết thúc nó thì cũng được thôi, nhưng mà giờ mà Khải lên kết thúc nó thì liều mạng quá. Muốn vào nó thì phải dính còn 2 đến 3 đam phân xương rồi thì Khải mới bắt đầu xuất đam được. Thì bây giờ mặc định bây giờ thôi, mình cứ hên xui cho nó đi. Giờ mình đứng đây, nó xuống thì mình đánh. Còn nó không xuống thì thôi. Bây giờ còn 2 bình máu. Cái trận này hơi bị căng. Con nó hình như là đang tốt kim hòa như. Chạy đâu. Chạy đâu? Hết máu rồi. Cả hết máu. Hết máu thua. Đồ. À đã hết máu rồi em ơi. Nói chung là nghe mi này bơ ca hay đấy. Còn khá là mạnh đâu mà yếu anh em. Hay vậy. Hết máu thôi. Hết máu. Rồi đường đam rồi. Đồ anh em thấy không? Má 150 mấy cả đam. Anh đam mà thua. Máu. Biết mà.
biết anh đam mà không làm được gì. Đây này, nói chung là đồ con này không nói em nhìn qua khá biết mà ba mối phòng thủ được môn sấy không suy nhơ em. Biết anh đam là cái chất rồi anh em thấy không, 120 mấy ca đam khả bị dính, 120 mấy ca đam, còn bên này 156 ca mà nghe mi nó trâu quá em ơi. Tầm này thì nghe mi trâu quá, làm chậm 60, làm chậm 60. À, phòng thủ thì 15 này, 15 15. Ui, giọng nghe mi thứ này đường môn tầm mình khó mà ăn được. Anh đam thì không kết thúc được, tại vì cái lượng đam tầm này thì không thể nào mà dễ dàng kết thúc được nghe mi nè. Nghe mi nó bận phòng thủ như thế này không kết thúc được. Nếu mà không có phòng thủ thì kết thúc vô tư. Em thấy mấy cái trọng nghe mi trước không? Thật sự còn hai ba cá là chết rồi. Nghe mi này thì chú trọng vào phòng thủ nhiều quá, nên là mình rất khó mà ăn được nghe mi này. Ok anh em, mà bây giờ thì trong buổi tối ngày nay cũng khá là ok. Khải win 2, thua 2. Thì thua thì chấp nhận thôi anh em. Ok, và bây giờ thì Khải up lại video ở đây. Anh em có gì xem video ủng hộ Khải một lượt view nha anh em ơi. Tí nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở tối nay 8 giờ tối nay lần livestream nha. Ok, bye bye anh em. Bye bye mọi người.